Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc bít tất như thế này. Chúng ta có thể làm nó để móc trang trí cây thông Noel hoặc là để làm quà tặng. Sau đây sẽ là các nguyên liệu. Là hai cuộn len, một màu trắng, một màu đỏ. Len này là len miêu cô tông, kích thước sợi là 2mm. Thứ hai đó là kim. Kim này là kim 2.5mm. Thứ ba là kéo. Chúng ta sẽ bắt đầu với len màu trắng trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau khi gây được vòng tròn ma thuật, chúng ta tiến hành len hai bính. Chúng ta móc vào vòng tròn ma thuật này 12 mũi ghép. Sau khi tiến hành đổ 12 mũi, chúng ta rút sợi để khép vòng tròn. Sử dụng một mũi trượt để kết thúc vòng tròn. Chúng ta sẽ trượt mũi vào mũi đầu tiên. Kết thúc hàng số 1. Tổng số mũi của hàng số 1 sẽ gồm 12 mũi ghép. Len 3 bính. Ở hàng số 2, chúng ta sẽ thực hiện 12 mũi ghép tăng. Có nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi ghép vào cùng một chân như thế này. Tiếp tục ở chân thứ hai. Chân thứ ba. Chân thứ bốn. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 2, tổng số mũi của hàng số 2 sẽ gồm 24 mũi kép. Chúng ta tiến hành trượt mũi kết vòng. Tiếp tục lên 3 bính để bắt đầu hàng số 3. Ở hàng số 3, chúng ta sẽ thực hiện như sau. 3 mũi đầu tiên, mỗi chân mũi là một mũi ghép. Mũi số 2, mũi số 3. Ở chân mũi số 4, chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi ghép cho một chân. Một mũi, mũi thứ 2 cho một chân. Đoạn tiếp theo chúng ta thực hiện tương tự, 3 mũi kép vào 3 chân. Mũi thứ tư sẽ gồm 2 mũi kép trong một chân.
chúng ta sẽ thực hiện lặp lại đến hết vòng. Kết thúc hàng số 3, tổng số mũi của hàng số 3 này sẽ là 30 mũi kép. Ở hàng số 3 này chúng ta tiến hành đổi len qua màu đỏ như sau. Đầu tiên, các bạn đưa kim vào mũi đầu tiên của hàng. Sau đó, chúng ta sẽ tạo một nút bính ở trên cái len màu đỏ này. Như thế này. Các bạn đưa cái sợi này vào trong kim. Lấy qua hai sợi như thế này. Chúng ta tiến hành cắt cái sợi màu trắng này đi. Cái sợi màu trắng và cái sợi màu đỏ này chúng ta sẽ giấu đồng thời ở phía sau này khi mà lấy len lên. Tiếp tục ở hàng số 4, chúng ta sẽ thực hiện 3 mũi bính. Và ở hàng số 4 này chúng ta sẽ thực hiện 30 mũi kép. Chúng ta đưa kim đi vào chân mà lên bính này luôn nha, 30 mũi kép. Là thực hiện bình thường, không tăng không giảm. 1. Đây, các bạn giấu lên ở phía sau như thế này. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 4, tổng số mũi của hàng số 4 sẽ là 30 mũi kép. Chúng ta tiến hành trượt mũi, chốt hàng. Từ hàng số 5 đến hàng số 10, các bạn thực hiện tương tự như hàng số 4, là gồm mỗi hàng 30 mũi kép. Chúng ta sẽ gặp lại ở hàng số 10 nhé. Kết thúc hàng số 10, chúng ta sẽ có tổng số hàng của len màu đỏ này là 7 hàng. Đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành đổi len. Chúng ta đổi len sang màu trắng. Đổi len, chúng ta thực hiện tương tự. Các bạn chú ý nha, khi chúng ta đổi len trắng thì cái len đỏ này chúng ta không cắt đi, chúng ta vẫn để vậy. Để một lát nữa chúng ta sẽ nối tiếp len. Chúng ta đưa kim vô mũi đầu tiên của hàng. Như thế này. Lên 3 bính. Chúng ta sẽ thực hiện 15 mũi kép. Và 15. Sau khi hoàn thành 15 mũi kép, chúng ta tiến hành lật ngược lại. Lên 3 bính.
Ở hàng này chúng ta sẽ thực hiện, đầu tiên các bạn sẽ móc 6 mũi kép. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây sẽ là 2 mũi kép chờ như sau. Chúng ta chỉ lấy qua 2 vòng len như thế này. Mũi thứ hai chúng ta thực hiện tương tự, lấy qua 2 vòng len như thế này, và sau đó chúng ta lấy len tất cả trở thành một mũi. Các hàng tiếp theo chúng ta thực hiện mũi kép đơn gồm 7 mũi. Chúng ta tiến hành lặp lại lên 3 bính, 5 mũi kép. Tiếp theo sẽ là 4 mũi chờ. 4 mũi chờ sẽ thành một chân. 1, 2, 3, 4. Sau đó là 5 mũi kép. Hoàn thành hàng, chúng ta tiến hành lật lại lên 3 bính. Ở hàng này chúng ta sẽ thực hiện đầu tiên là 3 mũi kép vào 3 chân. Sau đó đến 4 mũi chờ. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo là 4 mũi kép. Sau khi kết thúc, thực hiện xong hàng này chúng ta sẽ tiến hành kẹp 2 mép của cái này lại. Sau đó tiến hành một mũi trượt. Tiếp tục, đó là các mũi trượt của các chân. Chúng ta sẽ lấy ở cạnh trong như thế này. Sợi. Chúng ta dùng kim để giấu mũi len. Sau khi hoàn thành phần gốc chân như thế này, chúng ta sẽ tiếp tục với cái sợi màu đỏ lúc nãy này. Chúng ta chừa lại này, nhưng mà không gắt len này. Chúng ta sẽ tiến hành lấy 2 bính. Chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi nửa kép vào cùng một chân.
cái phần trắng này các bạn thực hiện hai mũi nửa kép vào chung một chân. Đến cái phần đỏ này thì các bạn thực hiện mỗi chân là một mũi nửa kép. Chúng ta tạm gọi hàng này là hàng số 11 nha. Kết thúc hàng số 11, tổng số mũi của hàng số 11 sẽ là 30 mũi nửa kép. Sau khi kết thúc, chúng ta tiến hành trượt mũi để kết hàng. Một mũi trượt lên 3 bính. Ở hàng số 12 và số 13, chúng ta sẽ thực hiện 30 mũi kép. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết hàng số 13 nhé. Kết thúc hàng số 13, tổng số mũi của hàng số 13 sẽ là 30 mũi. Ở hàng số 14, chúng ta sẽ tiến hành đổi len. Lên 3 bính. Chúng ta sẽ cắt cái sợi len màu đỏ đi nha. Tiến hành giấu hai sợi len đỏ trắng này ở phía sau này. Ở hàng số 14, chúng ta sẽ thực hiện 30 mũi kép. Kết thúc hàng số 14, chúng ta trượt mũi chốt hàng lên 3 bính. Ở hàng số 15, chúng ta sẽ thực hiện 30 mũi kép. Chúng ta thực hiện các mũi ở cạnh trong và cạnh ngoài như sau. Một mũi chúng ta sẽ lấy lên từ dưới này lên như thế này. Và mũi thứ hai chúng ta sẽ lấy len từ phía sau này đâm qua như thế này. Bây giờ chúng ta thực hiện nhé. Lấy len. Đầu tiên mình sẽ đâm qua cạnh phía sau. Lấy len. Tiếp theo. Cạnh tiếp theo chúng ta sẽ đưa từ phía sau này đưa ra phía trước. Đưa ra phía sau. Lấy len. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa ra cạnh trước.
Tiếp theo. Chúng ta đưa ra như thế này. Thực hiện tương tự. Thực hiện sang cả như thế này nha. Cứ một lần mà lấy ở phía trước thì lần thứ hai sẽ lấy ở phía sau. Kết thúc hàng số 15. Chúng ta tiến hành trượt mũi chốt hàng. Lên 3 bính. Hàng số 16 chúng ta thực hiện tương tự hàng số 15. Gồm 30 mũi kép. Chúng ta thực hiện ngược lại của cái hàng 15 này. Khi nãy cái mũi nào chúng ta lấy ở phía trước thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ở phía sau. Và ngược lại. Như cái mũi đầu tiên này này. Khi nãy chúng ta lấy ở phía trước, bây giờ chúng ta sẽ lấy ở phía sau này. Rồi cái mũi này chúng ta lấy ở, khi nãy lấy ở phía sau, bây giờ chúng ta sẽ đưa lên trước. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Kết thúc hàng số 16, chúng ta tiến hành trượt mũi chốt hàng. Tiến hành làm dây treo cho bít tất. Chúng ta gầy 40 mũi bính. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem nha. Chúc các bạn có những thành phẩm thật đẹp. Xin chào.